Sammy, cậu đã thấy chiếc máy bay mới của tớ chưa? Tuyết, nó hơi cũ một chút nhưng mà bay tốt lắm, động cơ xịn đấy. Bình thường thôi, mà này động cơ bên trái hình như đâu có hoạt động đâu. Ôi không, không, không bình thường chút nào hết. Tớ phải đáp xuống thôi, đuổi theo tớ nhé. Nào Marcel, đến đó nào, mình có động cơ cần sửa chữa rồi. Jimmy ơi, cơ bộ tớ chẳng thể nào đến điểm hẹn được rồi, tớ phải nhảy ra khỏi máy bay thôi. Ôi không, Fred, đừng làm thế, đừng mà. Không sao, tớ đùa đấy. Chiếc máy bay của tớ đâu có bay đâu nào, nên tớ mới cần chạy đi tìm những động cơ mới để thay đây. Theo giúp tớ một tay nào. Jimmy, cậu đã thấy chiếc máy bay này chưa? Đó là chiếc Blériot 11, do năm 1909, cũng là loại động cơ chiếc máy bay này mà Louis Blériot đã vượt qua biển Manx đấy. Do lúc đó, đây là một thành tích lớn. Nếu như cậu thấy rõ thì phần khung sườn đều bằng gỗ, và cánh của máy bay thì bằng vải. Cứ dễ như mọi thứ dính với nhau bằng sợi dây đàn piano. Nói vậy nhưng cũng cần phải biết kiến thức vật lý để bay lên như thế chứ. Ngay trước, Blériot vào năm 1890, Clément Albé đã cho cất cánh con dơi của mình với động cơ chạy bằng hơi nước, gọi là Aeon, và nó đã cất lên được 50 mét. Thế nhưng chứng cất cánh thật sự của một chiếc máy bay là thuộc về Guy vào năm 1909. Tại Hoa Kỳ, chiếc máy bay này đã bay lên được 200 mét với động cơ chạy bằng xăng. Đó là giai đoạn khởi đầu của cuộc chinh phục bầu trời. Thế là để bay được thì một chiếc máy bay cần phải có cánh. Dĩ nhiên rồi, và còn cần cả động cơ, là bộ phận cho phép đẩy máy bay bay lên. Với chiếc máy bay này, ta thấy đây là động cơ nổ giống như trên chiếc xe hơi vậy. Nhưng điểm khác nhau là động cơ này không nằm bên trên, mà khác ở chiếc trong chống. Mà Jimmy này, cậu có thấy là cánh quạt này nó có hình dạng như là một chiếc cánh máy bay không? Chắc chắn không phải là tình cờ, đúng không nào? Chính xác, chúng hơi phồng lên như một chiếc cánh máy bay vậy. Trên thực tế, để có thể bay lên trong không khí, khi chiếc máy bay di chuyển, không khí trượt trên cánh, và không khí càng bị đẩy hơn khi nó gặp phải phần bề mặt của cánh máy bay phồng lên như thế này. Nó gây ra sự giảm áp suất trên cánh máy bay. Do thế là cánh có xu hướng nâng dần lên cao. Bây giờ ta sẽ đặt cánh này theo chiều dọc như một cánh của chong chóng máy bay. Không khí cũng di chuyển theo như thế. Khi chong chóng quay, không khí sẽ bị đẩy nhanh khi gặp phần cạnh bên gồ lên của cánh chong chóng. Chính phần này gây ra hiện tượng giảm áp. Do thế là nó có xu hướng hoàn toàn bị hút ra trước. L'hélice est littéralement aspirée vers l'avant. Nhưng trong tất cả các trường hợp, phía sau phần chong chóng làm cho tóc tai bay tứ tung lên hết này và rung động mạnh lắm. Bây giờ thì tớ biết tại sao ta phải đeo mắt kính rồi. Normal. Thông thường thì sẽ có rất nhiều hiện tượng xảy ra khi chiếc chong chóng quay. Trước hết là sự giảm áp xuất hiện ở phần trước. Ta thấy là nó hút phần khí ở phía này và lại đẩy khí ở phần sau khi nó đẩy ra phía trước. Ta lấy những miếng mốt này nhé và sẽ thấy rõ. Chúng bị hút rất nhanh. Thật vậy, khi đẩy khí ra phía sau, các cánh chong chóng gây ra một lực mà ta gọi là lực đẩy. Và nó cũng xuất hiện một lực khác theo hướng ngược lại, gọi là phản lực. Chú ý nào, máy bay cất cánh. Jimmy ơi, tớ bay đây. Tớ Snecma, nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Nó ở ngay Paris này nè. Theo tớ nhé. Đi thôi. Bay tốt nhé, Brez. Những đường bay thương mại đầu tiên xuất hiện vào năm 1919, và sau đó người ta cho tạo ra thật nhiều chiếc máy bay để có thể kết nối hai bờ Thái Bình Dương. Chiếc thủy phi cơ lớn nhất là của nhà tỷ phú người Mỹ Howard Hughes, được làm vào năm 1947. Nó được trang bị đến 8 động cơ chạy bằng xăng và chỉ cất cánh có một lần ở độ cao 1.500 mét. Jimmy, tớ đang ở bảo tàng Snecma. Ôi, nóng quá đi mất. Cái chong chóng này đẹp nhỉ? Đúng thật là chiếc chong chóng là một bước tiến cho ngành hàng không, nhưng nó cũng có bất tiện một chút. Như chiếc Mach 07, nó bay khoảng 800 km/h. Đây, không khí lướt qua phần đầu cánh chong chóng rất khó, nên máy bay này không thể bay nhanh hơn. Mà may mắn thay, các kỹ sư đã nảy ra một ý.
Ulala nói xem nào, đó là chiếc Blériot, mã số mấy vậy? Nó không phải là Blériot mà là chiếc Mirai 3. Đây là chiếc máy bay quân sự với vận tốc rất lớn, tức là nhanh hơn cả Mach 1 trên 1.200 km/h. Nhưng dĩ nhiên là muốn đạt đến tốc độ cao như thế, chúng ta đành phải chia tay chiếc chống chống thôi và gắn vào đó chiếc động cơ phản lực, hay ta có thể gọi là turbine phản lực. Này, Sammy, cậu giải thích chút đi. Cái này hoạt động thế nào? Tớ đi rửa mặt một tí. Động cơ phản lực hoạt động trên lực đẩy và phản lực. Ta mô tả thế này. Nó tống khí ra phía sau. Do ảnh hưởng của lực đẩy và phản lực, nó bị đẩy tới. Nó giống như quả bóng này vậy. Khi tôi tháo nút thắt ra, khí chứa trong bong bóng thoát ra phía sau và quả bóng thì bị đẩy về trước theo hướng ngược lại. Vậy thế là để di chuyển một chiếc máy bay, ta cần một lực lớn hơn lực đẩy quả bóng lúc nãy rất nhiều lần. Và cũng cần nhiều khí phục ra thường xuyên. Như ở đây, với những chiếc đĩa quay thế này, cho phép hút khí vào bên trong. Khí được nén lại và sau đó được thổi vào trong phòng đốt. Người ta cũng cho vào đó dầu quả, tia lửa, và thế là hỗn hợp nổ. Không khí giãn nở ra như trong cái hũ này vậy. Sau đó không khí được đẩy càng nhanh như phản lực này. Được tác dụng và phản lực, máy bay cố định, lực đẩy ra trước, phản lực ra sau. Và thế là không khí phục ra qua một tua bin trên một trục kéo theo máy nén quay. En sortant du réacteur, les gaz entraînent une turbine fixée sur un axe qui entraîne le compresseur, ceci afin d'entretenir le mouvement. Chiếc máy bay phản lực đầu tiên được sản xuất tại Đức vào năm 1939, đó là chiếc Engen 178, nhưng chỉ trong giai đoạn thử nghiệm. Kế đến là chiếc MiG-262 được đưa vào sử dụng vào cuối Thế chiến thứ hai. Song song đó, các nhà chế tạo đưa ra một tua bin phản lực vào năm 1941, và sau đó nó được người Mỹ cải tiến. Đến những năm 50, người ta mới đưa động cơ phản lực vào dùng cho các máy bay dân dụng. Chúng ta đang ở trong một xưởng ráp máy bay của Snecma. Mỗi tháng có khoảng 60 động cơ phản lực được xuất xưởng. Tôi có thể nói cho các bạn biết rằng đây là thuộc ngành cơ khí chính xác. Các linh kiện được ráp bằng tay, từng cái vào nhau, và dĩ nhiên chúng do các thợ máy ráp với độ chuẩn xác rất cao. Mà khác, ở đây người ta cũng sản xuất cả những động cơ máy bay dân dụng và quân sự. Như cái này đây là động cơ M88, một món đồ chơi kỹ thuật cho máy bay. Nó rất mạnh. Chỉ cần được trang bị hai cái động cơ như thế này thì máy bay có thể bay với vận tốc hơn 2.000 km/h. Mà sở dĩ chiếc máy bay này mạnh như thế là vì ở đây nó được trang bị một hệ thống cháy thêm. Cậu nói gì không, giọng nhỏ? À, không có. Có mà, cậu cũng biết là những chiếc máy bay phục lửa ra ở đây mà. À mà đúng rồi, đó là sự đốt cháy mà. Sự đốt cháy thêm, đó là chúng ta thổi dầu quả vào trong ống gió. Như thế chỉ cần có đủ không khí và nhiệt độ để làm cho hỗn hợp bốc cháy. Và phần sau thì các bạn cũng biết rồi. Không khí giãn nở, khí phục ra với nhiều lực hơn, và thế là đẩy mạnh hơn. Những chiếc máy bay sát gắn thêm phần cháy thêm nhằm tăng thêm lực đẩy khi cất cánh và trong trận chiến. Do đó, nó cần một lượng lớn dầu quả. Chiếc máy bay Concorde cũng có phần đốt cháy thêm giúp giảm tiếng ồn. Nhưng để bay nhanh hơn thì còn có một loại động cơ khác, đó là động cơ phản lực thẳng. Động cơ phản lực thẳng là loại động cơ đơn giản nhất trong các loại động cơ phản lực. Chúng ta thấy ở đây có một cái ống hở hai đầu. Khí vào đầu này gặp máy phun nhiên liệu ở đây, nó nổ và khí nóng sẽ đi ra đầu kia, tạo thành lực đẩy ngược lại. Động cơ phản lực thẳng này giúp cho máy bay bay nhanh hơn vì nó không bị giới hạn bởi các phần quay. Ngược lại, nếu như ta cần một vận tốc khởi đầu để giọt mạnh, trước hết ta phải dùng một lực đẩy mạnh bằng một tên lửa như chiếc X-43. Khi bay có thể bay đến 12.000 km/h, điều này cũng được áp dụng trong một vài tên lửa hay máy bay với tốc độ siêu thanh.
Sammy giới thiệu với cậu, đây là CFM56. Đây là loại động cơ thường thấy trong các máy bay dân dụng như Airbus hay Boeing. Và đây là anh chàng động cơ được ráp từ hàng ngàn linh kiện bằng tay. Nhưng hãy chú ý nhé, các linh kiện này đều phải được kiểm tra hết sức chặt chẽ. Nhìn xem này, tất cả linh kiện, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng đều được đánh số hẳn hòi nhằm có thể nhận dạng trong trường hợp cần thiết. Và đây này, ngay cả cái dụng cụ siết này cũng bị kiểm soát, phải dùng cái siết đo lực với lực tự động để siết chúng. Do đó, tôi không cần phải mất sức nhiều. Và điều cuối cùng rất quan trọng, các người thợ máy đều phải ký tên của mình trên tất cả những linh kiện mà anh ta đã làm việc qua. Les mécaniciens sont obligés de signer toutes leurs interventions sur le moteur. Mà nói xem nào, Sammy, cái điều này làm tớ tò mò, đó là cũng có chòm chống to như thế này trong động cơ phản lực đó chứ. Cái này giống như cái chòm chống thật to, đúng không? Chú ý nhé, các chòm chống trong động cơ phản lực mà cậu thấy không giống như các chòm chống cổ điển đâu. Các máy thổi như ta đã nói có nhiệm vụ thổi khí khi qua động cơ và giúp tiết kiệm nhiên liệu. Thế là máy bay trượt từ từ, chúng dần dần đạt đến vận tốc siêu thanh, chừng 900 km/h thôi. Mà thêm vào đó, chúng lại cần bay thật lâu, chính vì thế nên mới cần tiết kiệm nhiên liệu. Khi bay, chiếc máy thổi hút khí đi qua động cơ và nhả khí ra như thế. Khí thoát ra đi trong toàn bộ động cơ và giữa thành ống. Cái này bao bọc động cơ phản lực. Lúc này không có đốt mà chỉ có không khí lưu thông như thế này. Và nguyên tắc cũng y như cũ. Phản lực, lực tác dụng. Lực này nó cung cấp 80% lực đẩy và thêm phần đốt khí nữa. Để hạn chế lượng dầu quả, người ta cố gắng tìm những vật liệu nhẹ hơn và chắc chắn hơn. Nhưng một tua bin phản lực thì không phải chỉ làm ra nhằm tạo ra lực đẩy. Ta có ở đây một phản lực thẳng. Năng lượng của động cơ được chuyển qua đây, vào chiếc hộp này, và cung cấp cho máy điện, cung cấp điện cho toàn bộ máy bay. Một nhà máy thủy lực ở đây, kiểm soát áp suất dầu trong máy, và một cái cầu nhiên liệu giúp đẩy nhiên liệu lên các động cơ. Une pompe carburant qui va permettre de prélever le carburant sur l'avion pour le donner sur le moteur. Và cũng nhờ động cơ này mà không khí có thể lưu thông trong khoang máy bay. Oh là là, cái tiếng gì thế? Tiếng ồn này đó hả, giọng nhỏ, tớ biết rồi, là vì tớ đang có ở trong một xưởng rèn. Ở đây người ta sẽ tiến hành rèn các chi tiết đã được thiết kế cụ thể trên máy tính, rồi cậu sẽ hiểu thôi. Ví dụ như ta làm một cái đĩa của turbin. Ta sẽ bắt đầu từ một khối kim loại như thế này. Ta gọi mấy thứ này là tảng sắt chắp mảnh, mà nó cũng có chút nickel nữa. Ta sẽ thấy trực tiếp từ đây, đây là cái lò, người ta sẽ nung đến độ 1000 độ. Nó rất là nóng và ta sẽ đưa nó vào dưới một cái máy ép. Đây là cái máy ép. Người ta sẽ cho ép xuống với sức nặng là 1500 tấn. Rất lớn đúng không nè? Để đè bẹp khối sắt và bên trên, họ đặt một cái nút nhằm tạo ra một cái lỗ trên khối sắt và cho máy ép xuống một lần nữa. Ồ, nó đâm thủng khối sắt rồi. Đây là công đoạn đầu, sau đó khối sắt sẽ được cán mỏng, tức là làm tăng đường kính của phần rỗng bên trong lên. Sau đó nó lại tiếp tục được đưa vào trong búa giả. Coi chừng lỗ tai nhé. Cái búa giả nó sẽ dập xuống món đồ thật mạnh với khoảng 80 tấn. Và điều này sẽ mang lại hình dạng cố định cho món đồ sau này. Tammy, cậu có thể chỉ cho bọn mình xem cái đĩa này nằm trong bộ phận nào của tuabin không? Đây, mấy cái đĩa này nó nằm ở đây nè, nằm ngay phía sau buồng đốt. Nó quay rất nhanh với tốc độ là 15.000 vòng một phút, và nó cũng có thể chịu được nhiệt độ rất cao, đến 1.800 độ C. Cậu nói có lý đó, Sammy à, với nhiệt độ đó thì tua bin có khả năng bị nóng chảy rồi. Vậy ta phải làm lạnh thế nào đây? Ta phải thường xuyên cho khí mát thổi vào bên trong, nên ta thấy món đồ này rỗng.
Đây các bạn có thể nhìn và hiểu được người ta làm nó ra như thế nào. Ta dùng các lõi như thế này, chúng cho phép tạo ra các lỗ. Các lõi này được phủ một lớp sáp và ta có một món đồ tương tự với món đồ thành phẩm. Chúng được ráp lại với nhau. Cái này bằng gốm đã làm xong. Khi lớp gốm đã khô thì sẽ cho đổ kim loại vào trong và ta đúc được món đồ như thế này. Và sau khi làm lạnh, bên trong nó vẫn còn những cái lõi này. Thế là chỉ cần xử lý hóa học để làm sạch. Đây là món đồ đã thành phẩm. Tất cả những món đồ rỗng như thế này có những khe nhỏ để khí vào bên trong. Những thứ khác được đưa vào chụp điện để xem xét có những chỗ biến dạng hay không. Si l'on décèle le moindre corps étranger ou la moindre déformation, la pièce est réparée ou bien exclue du lot. Jamie nè, cậu có thấy cái động cơ phản lực treo lơ lửng kia không? Mỗi cái như thế trước khi được bán cho khách hàng đều trải qua băng thử nhằm kiểm tra xem nó vận hành có hoàn hảo hay không. Và đó cũng là yêu cầu của khách hàng. Các thợ máy sẽ gắn chúng vào những dây cố định như thế này. Các ống dây dẫn truyền đi được tác động những lực đẩy tối đa để kiểm tra các động cơ. Như cái động cơ này cân nặng cả thải là 15 tấn lực đẩy mỗi lần cất cánh. Và tôi quên xác định với các bạn, món đồ trắng to to kia dùng để cải thiện sự lưu thông của không khí. Đấy, họ đang kiểm tra đấy. Mà các bạn có biết là nó hút lượng khí là bao nhiêu không? 450 mét khối khí trong một giây. Đó là cái máy hút bụi khổng lồ đó, Jamie. Tớ phải chạy đi đây. Trong khi các máy bay được đưa vào kiểm tra trong phòng thử, thì ở đây mọi người sẽ tập trung trong này. Nhìn vào màn hình này ta sẽ thấy được, đó chính là cái động cơ phản lực của chúng ta. Và người ta cho quay phim lại 4 giờ, trong khi mọi người thử làm một chuyến bay. Đây là một phi công, chúng ta sẽ thử làm một chuyến cất cánh phải không? Dân chúng ta sẽ làm như cất cánh, nó tương ứng với một lần cất cánh của máy bay Boeing. Ta xem mọi thứ có vận hành tốt hay không. Trong lúc đó chúng ta sẽ có thể đo được một cách thầm lặng chừng 200 tham số, nào là áp suất, nhiệt độ, độ rung. Và nếu như có vấn đề thì sẽ phải tổng kiểm tra một lần nữa. Nếu ta thấy các tín hiệu màu xanh lá cây như thế này, có nghĩa là tất cả đều tốt. Trước khi được sản xuất ra hàng loạt, các nguyên mẫu đầu phải trải qua các đợt thử nghiệm, xem nếu khi có trường hợp bất trắc, như là có chú chim nào đó xâm nhập vào động cơ thì sẽ ra sao. Vì nếu điều này xảy ra, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp hay cất cánh. Mặt khác, tại các sân bay, người ta cũng tìm cách xua đuổi chim trời. Đây là trung tâm bảo dưỡng Air France, nơi các máy bay phải tập trung vào đây để được tổng kiểm tra xem các động cơ có gì trục trặc hay không. Người ta sẽ kiểm tra các động cơ mỗi ngày trước các chuyến bay, khí lưu thông bên trong, nhiên liệu, và chúng phải được thay các linh kiện, các chi tiết. Việc thay thế này phụ thuộc vào các chu kỳ của nó trải qua. Một chu kỳ là một lần cất cánh và một lần hạ cánh. Đây các bạn sẽ thấy. Mỗi động cơ sẽ có một loại kiểm tra tương ứng. Như động cơ này, trước hết là người ta sẽ kiểm tra buồng đốt và thay buồng đốt khi động cơ này đã trải qua 1.600 chu kỳ, tức là trung bình nó sẽ được thay mới một năm một lần. Khi mở động cơ ra, cậu biết người ta dùng gì để xem xét không? Đó là một chiếc camera nhỏ xíu đưa vào bên trong. Anh này, có phải đây là phần bên trong buồng đốt không? Dân đúng vậy, bên trong buồng đốt nên chỗ này có nhiệt độ cao nhất. Nó rất nóng đúng không? Dân rất nóng. Thế thì bên trong buồng đốt thường sẽ xuất hiện những trục trặc gì? Đây chúng ta thấy những vệt như thế này và những lỗ nho nhỏ. Trong trường hợp này thì chúng ta phải thay buồng đốt khác à? Thì nếu như chúng đã hư hỏng quá nặng thì chúng ta sẽ tiến hành thay thế buồng đốt khác. Dân, thế thì những cái lỗ thế này có sao không? Dân, những lỗ này cũng là bình thường thôi, chúng không hẳn là hư hại, mà những lỗ này giúp cho pha loãng nhiên liệu và không khí bên trong buồng đốt. Các động cơ đều được theo dõi sát sao trong các chuyến bay bằng cách đo các tham số. Khi có trục trặc gì, chúng được truyền đi bằng sóng đến các trung tâm theo dõi. Qua các màn hình như thế này, chúng tôi có thể biết được tình trạng các máy bay đang bay trên trời. Khi có một máy bay bị trục trặc, tôi sẽ có thông tin trên màn hình và tôi cũng có luôn thông tin chính xác là động cơ nào đang bị hư. Như đây là phần báo động cơ 2 có vấn đề, và tôi sẽ quyết định cho thay thế khi máy bay về tới ga. Với hệ thống liên lạc như thế này, các hãng máy bay có thể dự đoán được việc sửa chữa và không thuê những chiếc máy bay đã nằm trên mặt đất quá lâu.
Các bạn đã thấy là chiếc máy bay này được trang bị đến 4 động cơ phản lực. Vì máy bay càng nặng thì càng cần phải có nhiều lực đẩy. Nhưng không dừng lại ở đó, còn tính đến độ to lớn của động cơ và nhiều thứ khác. Jimmy, cậu có thể nói xem là chuyện gì sẽ xảy ra khi một động cơ bị hư hay không? Tưởng tượng nhé, như một chiếc máy bay bay từ Paris đến New York. Bay được 2 giờ thì động cơ bên phải bị hư. Đừng lo, lúc đó máy bay không rớt mà sẽ hạ độ cao xuống để bù vào sự thiếu hụt sức mạnh từ động cơ phải. Bù vào đó, động cơ bên trái phải đẩy nhiều hơn và phun ra nhiều khí. Nhìn lên đây nhé. Khí quyển khá dày đặc, ở độ cao 12.000 mét. Ta không có đủ lượng khí để động cơ bên trái có thể hút vào và thải ra, bù vào phần động cơ bên phải thiếu hụt. Do đó mà máy bay phải hạ thấp xuống còn 4.700 mét. Khi đó, khí quyển đủ dày để giúp cho động cơ trái có thể vận hành tốt và giữ máy bay ở độ cao 4.700 mét này. Và dĩ nhiên, trong động cơ luôn có dầu quả dự trữ để cung cấp cho động cơ và đảm bảo được máy bay có thể bay đến đích chỉ bằng một động cơ. Vậy nếu máy bay chệch hướng thì sao? Khi một máy bay hai động cơ bị hư một cái nghiêm trọng, thì nó phải đáp khẩn cấp xuống sân bay gần nhất. Khi đó, các hướng đi sẽ được vạch ra nhằm bảo đảm sao cho trong vòng 3 giờ, máy bay phải được đáp xuống. Như ở đây, máy bay đang ở trong phạm vi vòng tròn nhỏ hơn này. Nó sẽ đáp xuống San Nong ở Ireland. Còn nếu như nó đang ở trong phạm vi vòng tròn lớn hơn, thì nó sẽ đáp xuống Gande ở Canada. Các bạn yên tâm đi vì đây chỉ là giả định trường hợp máy bay bị hư thôi. Vì việc động cơ hư hầu như chỉ xảy ra một lần trong suốt 40 năm làm việc của một phi công mà thôi. Thế thì điều gì sẽ xảy ra khi cả hai động cơ đều bị hư hết? Một máy bay có thể lượn thêm được độ dài gấp 22 lần độ cao mà nó đang bay. Ví dụ như nếu ta đang ở độ cao 10 km thì ta có thể lượn thêm 220 km nữa trong vòng 22 phút. Như ở đây, chúng ta đang ở độ cao 3.300 mét, nhưng ta có thể lượn thêm 10 km. Chúng ta đang tái hiện thôi, nên tôi sẽ cho tắt hai động cơ. Máy sẽ báo tín hiệu. Các màn hình khác cũng thế, rất là phức tạp. Do đó, tôi sẽ hạ cánh máy bay một chút để giữ máy bay ở vận tốc này. Đây là vận tốc tốt nhất để có thể đáp xuống, tức là khoảng 1.952 km/h. Rất may là trường hợp này chỉ xảy ra với xác suất dưới một lần trong 1 tỷ chuyến bay, và thông thường thì các phi công lại cho chạy một trong hai động cơ. Nếu như nó có vấn đề khi cất cánh, thế thì có gì đâu, chỉ cần dừng máy bay lại thôi. Không hẳn đâu, ta còn phải tính đến độ dài đường băng, loại máy bay nào, loại động cơ nào, cả khí hậu ra sao nữa. Ta luôn phải xác định là trên đường băng sẽ có một đoạn đường mà khi vượt qua rồi, máy bay bắt buộc phải cất cánh. Và khi đến đó, vận tốc máy bay phải đạt đến mức giới hạn quyết định. Như khi máy bay đến đây, máy bay phải cất cánh lên, vì lúc này đường băng không còn dài nữa, máy bay phải cất cánh và bay ngược lại. Jimmy, cậu có biết là động cơ phản lực nhiều khi cũng rất cần thiết để chúng ta có thể thắng dừng lại khi đáp không? Chủ yếu là nhờ các bánh xe này với những đĩa bằng carbon và các cánh máy bay, với những phanh khí động lực giúp ép máy bay xuống đất, và cũng có khi phi công sẽ dùng đến những thứ như thế này, bộ đảo chiều, nó làm cản lực đẩy lại. Bộ đảo chiều này xô ngã luồng khí đang thoát ra quay trở theo chiều ngược lại, và khí sẽ bị đẩy về phía trước. Lực đẩy, phản lực và lực đẩy bây giờ sẽ cùng theo chiều ngược lại và giúp thắng máy bay lại khi đáp xuống đất. Fred, cậu đâu rồi? Tớ đây. Đây là đâu? Chỗ nào? Đây, tớ đang ở bên trong của một loại động cơ lớn nhất và mạnh nhất của những năm 90. Nó có đường kính là 350 mét. Nó có thể tạo ra lực đẩy mạnh đến 50 tấn. Tuy vậy, nó lại không tiêu hao nhiều năng lượng. 3 lít dầu quả cho 100 km. Ta gọi nó là động cơ phản lực thế hệ mới. Mình thấy ở trong này cũng thích lắm đấy. C'est ce qu'on appelle un turboréacteur de nouvelle génération. Et je peux te dire qu'on est bien dedans.
Tuy nhiên, khí của máy bay thải ra cũng chiếm đến 20% lượng carbon thải ra trên toàn cầu đấy nhé. Và nó cũng tạo ra những vệt gazon, góp phần làm trái đất nóng lên. Các nhà chế tạo đã tìm cách hạn chế điều này bằng cách cải tiến các buồng đốt và các máy thổi cũng như là hạn chế tiếng ồn. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm vẫn còn đó, vì người ta thấy rằng cho đến năm 2015, số chuyến bay sẽ không ngừng tăng lên 5% mỗi năm. Ở này, Jamie, tớ đã cho máy bay của tớ vào đống sắt dụng rồi. Bây giờ thì mình không cần xe tải mà dùng máy bay này nhé. Ôi tuyệt nhiên, nhưng mà coi bộ chẳng dễ gì đâu.